cây xiên xăm mình mới mua hôm qua. Thì bây giờ mình đã sang vô cái chậu rồi nè. Mở ra nhìn nó xum xuê dễ sợ không? Cây này ở vườn của anh Khoa bán 10 đồng một cây. Đó, mình sang vô cái chậu 5 gallon. Rất là xum xuê luôn. Lá xương sâm này uống rất là mát ha. Đây là cây ổi mình mới mua ở nursery của anh Khoa này. Để mình mở ra. Cây ổi này anh Khoa bán là 90 đồng. Có trái luôn, có mấy cây kia rất là nhiều trái. Nhưng mà mình lựa cây này thì có hai trái đó, cái trái nè, ổi kilo trái rất là to, nhưng mà cây này cây còn nhỏ cho nên có lẽ là trái nó hơi nhỏ. Cái trái này mình thấy nó trắng rồi, có lẽ là ăn được. Để mình hái cái trái này vô. Cái trái này mình hái vô ha. Còn bên đây một trái nữa nè. Cây này anh Khoa bán 90 đồng, cây cũng gốc cũng lớn này ha. Có trái sẵn luôn. Hôm qua mình với bà Thị đi vườn ô O2 Nursery thì cô Linh nó tặng cho bà Thị mấy trái ổi. Cô Linh nói trái ổi này nó mềm rồi nhưng mà ăn cũng giòn rất là ngon nha. Cảm ơn cô Linh ha. Để mình chẻ cái hai cái trái này ra luôn. Cái giống này mình không biết là cái giống ổi gì nữa mà ăn chua chua ngọt ngọt. Giòn, ngon, có hột ha. Có thể là giống ổi nữ hoàng á. Còn đây là trái mãng cầu ở vườn của anh Khoa. Anh Khoa tặng. Anh Khoa cắt ở trên cây á, tặng. Vườn của anh Khoa thì bán rất là nhiều loại cây ăn trái Việt Nam á. Mãng cầu rất là nhiều trái. Còn cam thì ở vườn nhà mình ha. Cũng cảm ơn Khoa tặng cho trái mãng cầu. Về khoe ông xã ông thích quá chừng. Đây là mãng cầu này, chắc mãng cầu Úc á. Mà đợi vài ngày nữa nó mới chín. Bây giờ mình sẽ thử ổi Diamond ha. Mommy eat this one. It's good. It's good and yummy. Cái trái ổi này á, mình thử thì nó đã mềm cho nên nó cái độ giòn, thật giòn á, thì nó không có, nhưng mà điều nó ngọt, nó thơm, nó cũng còn cái giòn, rất là giòn. Trái này mà thái tươi chắc là giòn lắm. Có mấy cái hộp á, mình lấy cái ruột ra nó xíu à. Trái này cô Linh cho mặt dệt á, cho nên nó cũng hơi mềm mềm rồi. Còn ổi này á, là ổi nữ hoàng. Mình đoán là ở nữ hoàng thôi. Cái trái nó như thế này. Đó. Mà trái này thì cứng giòn ha, cứng còn mới lắm. Mà thế à. Say thank you cô Linh. Thank you. Cô Linh. Cô Linh. Tặng ổi. Đang nói. Cho con. Đang còn. Ngon không? Nè không.
Yummy. Yummy chi hưng. Yummy rất là ngon. Thì mình thấy cái ổi diamond á, theo mình á thì nó có cái vị ngọt, nhiều hơn chua, có giòn, thơm, rất là thơm ổi. Còn cái ổi cái giống ổi này á thì nó ít thơm ổi hơn mà nó có cái độ chua ngọt, chua nhiều hơn. Thì hai cái loại ổi này đều ngon đậm đà hết á, có cái vị đậm đà. Mà cái trái này có lẽ mới hơn á, cho nên ăn rất là giòn. Này có vị chua nhiều hơn. Cái trái ổi này có vị chua nhiều hơn, còn ổi diamond có vị ngọt nhiều hơn. Thank you. Giờ mình cắt cái trái ổi kinh công không? Đúng vậy. Ổi này là ổi kilo. Nhưng mà cái cây nó còn nhỏ đó. Cái cây còn nhỏ cho nên cái trái nó nhỏ. Giòn nha. Mình cắt mình nghe cái độ giòn nè. Ở bên trong trái ổi thì hộp rất là nhiều. Mà khi mà cái cây lớn á, thì nghe nói là cái cây nó lớn á, thì cái hộp nó sẽ nhỏ lại, cái trái nó to hơn. Thì cái hộp nó nhỏ. Cái ruột á, thì để mình chờ coi sao. Mà ăn thử cái ổi này coi nó ngon không ha. Giòn lắm. Trái này mới hái trên cây nè, cho nên nó giòn. Nè, mà chờ. Thank you. Mà chờ thích trái cây. Rất là giòn luôn. Mới hái trên cây xuống nó giòn dễ sợ. Cái trái này có lẽ là cũng chưa có tới ngày á, cho nên nó có hơi cái vị chát nhẹ xíu, chưa tới cái độ tuổi của nó đó. Nhưng mà rất là giòn. Mệt chết nha. Oh my goodness. Say what? Thank you. It's yummy. And delicious. You like it? Yeah. Which one you like the best? This and this and this. Everything. And this. This one not ready. Did not ready. Few day. Cái đá ở cái lô này á, mới hái trên cây xuống nên ăn rất là giòn luôn. Có vị chua ngọt. Trái này bây giờ thì chua nhiều hơn ngọt. Bởi vì cái cây còn nhỏ, với lại hái cái trái nó hơi sớm á. Cái mảng cầu rất là đẹp. Trái này thì chắc hơn một phao ha. Bự bằng cái bàn tay của mình. Chắc có lẽ vài ngày nữa mới ăn được. Trái này thì anh Khoa tặng cho mình. Hái ở trên cây xuống cho nên nó còn sống. Để vài ngày nữa mới ăn được ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video khác. Say what? Thank you, Colin. It's delicious and you are the best girl.
Do you like it? Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Mọi người xem video. Xem video của con. Của con. Xin chào. Xin chào. Và hẹn. Và hẹn. Gặp lại. Gặp lại. Ở video khác. Video khác. Bye bye. Bye bye. Subscribe.